Theo bạn, ai là người có mạnh nhiều nhất trong những tác phẩm của Marvel? Lưu ý, Marvel ở đây không phải là MCU, mà là tất cả các tác phẩm liên quan đến Marvel. Nhiều nữa, không phải là Robert Downey Jr. trong vai người Banner, Chris Hemsworth trong vai thân thở, hay là Chris Evans trong vai cặp tiến méo. Hoặc đó, cũng có thể là Hugh Jackman trong vai người trôn, bởi nhân vật này xuất hiện hầu hết trong các tác phẩm liên quan đến gì nhỉ? Không. Tất cả đều không phải, mà chính là bộ ống não ra lùa với khả năng quyền lực nhất Marvel. Một ống ra có thể khiến một nhân vật bất kỳ bảy màu, hoặc là tạo thêm một nhân vật mới. Người đó không ai khác chính là cụ Siani với vai cameo trong các tác phẩm của Marvel. Cụ Siani có vẻ nằm cái tên khá là xa lạ, nhưng mà cụ đã góp mặt trong hết tất cả các tác phẩm từ năm 2000 đến năm 2018. Từ X-Men và Fantastic Four của Fox đến Spider-Man của Sony và cũng không thể thiếu MCU của Marvel Studio. Trong rất nhiều vai, từ quái dị đến bình thường. Sở dĩ ông đang đi như vậy là bởi vì ông là cha đẻ đã sáng tác ra những nhân vật siêu hùng của Marvel. Đúng vậy đấy, chính là tác giả Stan Lee, ông là tác giả của Marvel Studio đã tạo ra Spider-Man, Iron Man, v.v. Những vai cameo của cụ tuy chỉ những vai diễn bình thường, chủ yếu là người hai, nhưng mà đòi là những nơi tri ân của cụ đến với những fan hâm mộ của Marvel Comics. Một nơi tri ân cho những nhân vật mà ông đã vẽ ra, một thế giới mà ông đã tạo nên. Nhưng rồi, theo nét thương của tự nhiên, cụ đã ra đi vào năm 2018 và tháng 11, hưởng thọ 95 tuổi, kết thúc hành trình đời sống gió của cha đẻ Marvel.